Bạn số 3. Dạ. Hồi nãy chị đang hỏi em về cái vấn đề là bạn trai cũ á. Dạ. Sao vậy? Sao chia tay? Dạ vì hai bọn em không có hòa hợp nhau hay cãi nhau cho nên là chia tay thôi ạ. Cái lúc mà em chia tay đó em cảm nhận sao? Dạ cảm xúc lúc đó thì cũng buồn, ai chia tay mà không buồn đúng không? À, 1-2 tháng thì em lấp đầy nỗi buồn đó bằng công việc là em đi diễn. Thường ngày em đi hát nè, em gặp bạn bè, em đi về quê cùng gia đình. Cho nên là em cũng không có thấy buồn nữa, vơi bớt đi nỗi buồn rồi. Với lại còn trẻ, còn nhỏ mà. Dạ. Đúng không? Mình tìm hiểu nhiều chứ. Khi nào sâu đậm cái gì ghê gớm nó mới đau khổ và sống trong cảm giác đó chứ. Dạ, và cho em hỏi là hai anh bạn trai thì đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? À? Anh trải qua 3 mối tình rồi. Số thiệt đi. Một năm mấy người? Dạ, có mối tình thì vài tháng, còn có mối tình thì trên 1 năm. Mối tình sâu đậm nhất á, trên 1 năm. Dạ đúng rồi, sâu đậm nhất là trên 1 năm. Thì lý do có một người thì lại là do là người đó về quê, về sống ở dưới đó luôn cho nên là không có gặp nhau thường xuyên được á. Với lại người đó cũng không có thời gian quay lại Sài Gòn nữa cho nên là... Quê đâu em? Ở dưới Hậu Giang á chị. Bình thường, đúng rồi. Nếu mà cảm thấy không chung con đường rồi. Thì phải chia tay thôi. Không có tính xa hơn sau này được. Chính cho nên xác là em, chia nhanh tay. Gọn lẹ, mất thời gian đúng không? Ok. Cam Chin. Còn em thì một người. Một người? Dạ vâng. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em cũng 25 ạ. 25? Dạ. Một người bạn quen bao lâu? Dạ 3 năm, chia tay cũng được 2 năm rồi ạ. Trời ơi, sâu đậm vậy mà sao thôi vậy? Dạ cũng là do là không có hợp tính nhau ấy. Rồi có nhiều lúc là chắc có lẽ là do em khó nữa. Cho nên... Cái tính nào của em bạn đó không thích mà cái tính nào của bạn đó mà em không thích? Tính của em là chắc khó. Bởi vì... cái gì em cũng phải đi theo một cái concept, kế hoạch. Đúng rồi. Nếu mà mình làm ra một cái kế hoạch là định hướng nói A, B, C thì em mong muốn là mọi cái nó phải thẳng tắp như vậy đúng dạ, không? Đúng rồi. Còn bạn kia thì ngược lại. Không, còn bạn kia tại tính vẫn còn trẻ con. Cho nên khi mà suy nghĩ của bạn còn so với cái độ tuổi của em á thì nó lại trên nhau cho nên đó là lý do tại sao mà không. Em thích một người phụ nữ chín chắn hơn. Không phải là em thích một người phụ nữ chín chắn hơn nhưng mà là một người có suy nghĩ chín chắn hơn. Có sự chín chắn. Dạ vâng. Là càng lớn càng tốt đúng không? Để anh kiếm cho mấy chị cũng ý em nếu mà em mở lời anh thì kiếm thì em sao cũng được mà từ hai trên em là 5 tuổi là được rồi, đừng quá. À đừng quá hả? À đúng rồi. Rồi vậy cắt khi mà Chen Chin với lại Kiệt á nói chuyện là 444 em đều nắm thông tin hết ha. Tần số tình yêu mùa 2 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.